Tony ngoan chưa? Ăn xong rồi. Ê, nằm chơi. Nằm chơi. Nằm chơi, nằm chơi. Nhà. Nằm chơi à. Với phẹt một cái đó. Ừ. Không nó chó đâu nhá. Ừ. Ừ. Không được chớ đâu nhá. Ôi dồi cái giấm à, dài thế. Tiếng giấm dài thế. Ôi trời. Ị đi. Ị đi. Ị nữa đấy. Ị hết đi. Cái mặt đần kia là có vấn đề mà nhá. Ôi trời ơi. Ăn xong rồi nó ngoan nhỉ. Ngoan nhỉ. Ừ. Đấy. Nhưng mà nó vẫn cái gân cốt lên kìa. Mặt vẫn đỏ linh căng lên kìa. Nhặt chưa? Chưa. Đấy, đấy. Trong quần đây, trong bỉm đầy rồi đấy. Bắt thay chưa? Bắt phải thay chưa? Cậu Tony đi. À. Tony ơi. Chán chưa? Bắt đầu chán rồi đấy. Ui chán rồi đấy, chán rồi đấy. Chán rồi đấy. Bắt ta phải thay rồi đấy. Nhìn cái gì đây? Nhìn cái gì ở đây? Nhìn cái gì đây? Hả? Ồ. Cười quá nhỉ. Đấy. Thức từ giờ nha, 6 giờ nha, đến 8 giờ mới được ngủ nha. Đợi bố về chơi với bố nha. À, bố cho tập cơ cổ nữa nha, cho tập lẫy nha. Nha, hai hôm nay không tập tí nào rồi nha. Đấy tè nữa đi, ngáp cái là đấy tè đấy. Đấy tè đấy. Ừ. Nha, mày lại tè đấy. Tè tè đấy, tè đấy. Cậu vận mình đó tia tai đấy. Đó tia tai này. Thổi sáo đấy. Ừ, ui, thổi sáo đấy. Tí bạn cho nghe tiếng sáo tàu nhá. Thích nghe sáo tàu lắm. Yeah. Sáo tàu rất là hay. Thích lắm. Đấy, nó nhìn cái iPad màu đỏ, màu vàng của bà đấy. Tôi nhìn đi nhá. Ừ, thấy gì không? Tony. À, à, đây cơ mà. Đây cơ mà. Tony, Tony. Ai da, có mùi rồi. Mùi đấy. Tony. Tony, Tony. Đấy, cái màu vàng đây, thấy chưa? Nó nhìn thấy bà đấy. Tony. Tony làm gì đây? Tony làm gì đây? À, nhìn cái gì thế? À, nó nhìn thấy cái iPad của đó bà phải không? Đúng không? Ừ, nó nhìn thấy cái iPad của bà đúng không? Thấy chưa? Đấy. Đấy. Sắp bắt phải thay đây, khó chịu đấy. Ừ. Khó chịu chưa? Để thay nào. Ôi giời ơi. Ôi giời, múa mày.